Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thị xã Mường Lây. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lây đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo trong triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội phù hợp với yêu cầu thực tiễn, từng bước thực hiện mục tiêu vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ, để lại dấu ấn một nhiệm kỳ thành công. Với 7 trên 7 chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã lần thứ 13 đề ra để hoàn thành, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã hiện có 3 cơ sở hội, 39 chi hội với 2.190 hội viên. Trong nhiệm kỳ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của hội được cụ thể hóa và diễn ra sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nổi bật là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Những năm qua, phong trào hoạt động của phụ nữ thị xã Mường Lây có nhiều chuyển biến và luôn khởi sắc. Những kết quả hoạt động của hội đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tô điểm bức tranh thị xã nhỏ trong những gam màu tươi sáng. Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội phụ nữ ở thị xã Mường Lây không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội được triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương và phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao. Nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững tiếp tục đổi mới. Đời sống của phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được khẳng định. Trong lĩnh vực kinh tế, nhất là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, phụ nữ được coi là lực lượng lao động chính. Các chị đã biết phát huy tính tự chủ, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các dự án, các chương trình kinh tế, cũng như mạnh dạn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cao mức sống. Chị Lò Thị Kiêu ở tổ 1, phường Sông Đà là một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu trong làm kinh tế ở địa phương. Từ chỗ thiếu tư liệu sản xuất sau tái định cư dự án Thủy điện Sơn La, chị Kiêu đã nhanh chóng chuyển hướng sang chăn nuôi gia cầm và đánh bắt thủy sản. Được biết về kỹ thuật chăn nuôi qua các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, cộng thêm kinh nghiệm tích lũy mà đàn gia cầm của gia đình chị luôn được chăm sóc và phòng bệnh một cách hợp lý nên phát triển khỏe mạnh, mang lại nguồn thu đáng kể giúp cho kinh tế của gia đình chị ngày một tươm tất, đủ đầy hơn. Từ khi tái định cư xong là gia đình cũng gặp nhiều khó khăn vì đất đai để sản xuất trồng trọt thì cũng không có, cũng bị thu hẹp. Nên là gia đình cũng cố gắng mượn cái đất mà chúng người ta chưa làm công trình gì thì nên là mượn đất để chăn nuôi, để phát triển chăn nuôi, chăn nuôi gà, vịt, ngan, các thứ để có thêm thu nhập cho gia đình. Để cải thiện cuộc sống, để cho con ăn học. Cũng từ khi bắt đầu chăn nuôi gà vịt lên thì cuộc sống cũng tạm là ổn định và có thu nhập cũng như để đủ sinh hoạt. Không chỉ có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của thị xã, với sự hỗ trợ đắc lực của các cấp hội phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, phụ nữ thị xã Mường Lây đã biết phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để trở thành người giữ lửa trong mỗi gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn thị xã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung củng cố và phát triển tổ chức hội. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Trong đó, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động,
hỗ trợ phụ nữ phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và công tác dân tộc tôn giáo, được xem là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ với các nhóm chỉ tiêu lớn. Trong 5 năm qua, toàn thị xã đã có 312 lượt hộ gia đình phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đỡ, trên 100 lượt hội viên phụ nữ được vay vốn không tính lãi, phát triển kinh tế gia đình thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ con giống các loại, hỗ trợ về ngày công, vốn, kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi. Đến hết tháng 4 năm 2021, có 493 hội viên phụ nữ toàn thị xã được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã do hội ủy thác là trên 29 tỷ đồng. Ngoài ra, hội cũng vận động chị em tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình đang hoạt động có hiệu quả như mô hình trồng rau an toàn, mô hình làm bánh khẩu xén, bánh trí chọc, mô hình làm cá sấy, thịt sấy. Qua đó đã giải quyết việc làm và tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Trong thời gian qua, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tuyên truyền tới các chị em những chính sách ưu đãi, ví dụ như là tiếp cận các nguồn vốn vay bên Ngân hàng Chính sách Xã hội tới các chị em để chị em có vốn để mua con giống, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất nhằm nâng cao mức sống cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Lê Nưa. Bên cạnh đó thì hội cũng tuyên truyền tới các hội viên về phụ nữ xã Lê Nưa chung sức xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phương châm hoạt động, nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động. Các cấp hội trong toàn thị đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, đa dạng hóa nội dung hoạt động theo hướng sát thực, phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, huy động sức mạnh của phụ nữ, từng bước đưa nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp vào cuộc sống. Một trong những điểm nổi bật trong nhiệm kỳ đó là việc đổi mới nội dung hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã duy trì và nhân rộng, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Trong đó, nổi bật là mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, mô hình nhà sạch, cổng đẹp, phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, mô hình điểm toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, mô hình cổ phần tài chính tự quản và các tổ nhóm liên kết. Cùng với triển khai các phong trào hoạt động, công tác xây dựng và củng cố tổ chức, được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã xác định là nhiệm vụ then chốt. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hội đã thu hút đông đảo chị em hội viên vào hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 237 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn thị lên 2.190 hội viên. Chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở được nâng lên, 100% cơ sở hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt. Trên 76% cơ sở hội được xếp loại tốt, không có chi hội trung bình và yếu kém. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Na Lai thì cũng đã chủ động xây dựng các mô hình để thu hút hội viên như là các nhóm cổ phần tài chính tự quản và thành lập các mô hình như mô hình gia đình hạnh phúc, và cũng thường xuyên đi xuống các chi hội phụ nữ để lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của chị em hội viên. Và từ những cái mô hình này thì chị em cũng đã tập hợp và thu hút được hội viên tham gia tổ chức hội rất là đông. Và trong nhiệm kỳ thì đối với phụ nữ phường Na Lai thì cũng đã kết nạp được 130 hội viên tham gia tổ chức hội. Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với thực hiện các quy định về phòng chống dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ở thị xã còn tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ các nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch. Phát động phong trào phụ nữ thị xã Mường Lây chung tay phòng chống dịch COVID-19. Kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ góp sức, đồng lòng tích cực tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực như quyên góp ủng hộ lương thực,
thực phẩm, kịp thời hỗ trợ động viên các đồng chí cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch, khu cách ly tập trung, phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã. Cùng với đó, các cấp hội vận động hội viên hỗ trợ nấu ăn, phục vụ khu cách ly tập trung, làm kính chống giọt bắn phát miễn phí, phát cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ở Mường Lây cũng tập trung nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định 217-218 của Bộ Chính trị. Các cấp hội đã tiến hành các hoạt động giám sát, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Qua đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp nảy sinh trong quá trình thực thi các chủ trương, chính sách. Hội làm tốt hoạt động phản biện, góp ý các dự thảo, luật, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo yếu tố giới trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực đã góp phần tích cực tạo động lực mạnh mẽ, sức thi đua lan tỏa trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên các lĩnh vực, giúp chị em ngày càng phát huy, khẳng định năng lực, vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Kết quả đã có trên 90% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. 95% số gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa. Các cái phong trào, các cuộc vận động của Hội Liên Phụ Nữ Thị xã triển khai đã tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ và được cả hội viên phụ nữ rất là nhiệt tình, ủng hộ tham gia. Đặc biệt là tập thể ban chấp hành Hội Liên Phụ Nữ xã đoàn kết và bàn đề ra những cái giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả, thiết thực với điều kiện của địa bàn. Các cái phong trào, các cuộc vận động đã tạo được hiệu ứng lan tỏa và đặc biệt là đã xây dựng được nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả, giúp cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Và có nhiều tập thể cá nhân điển hình đã được Hội Liên Phụ Nữ tỉnh ghi nhận và trao tặng bằng khen, giấy khen. Và tập thể Hội Liên Phụ Nữ thị xã được Ủy ban tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc hàng năm và được Chủ tịch Ủy ban tỉnh tặng bằng khen. Có thể khẳng định, trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ thị xã Mường Lây đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, vươn lên đóng góp tích cực trên các lĩnh vực lao động, công tác và đời sống xã hội. Từ đó, đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Ngay sau đại hội thì vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đã được nâng cao, có nhiều đổi mới trong về nội dung, phương thức, biện pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, nhiều cái phong trào thì hoạt động được nổi bật, đạt được nhiều kết quả quan trọng, phối hợp tập huấn để nâng cao cái năng lực chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao cái nhận thức của hội viên phụ nữ trên địa bàn. Thì trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì đã có nhiều cái cố gắng góp phần thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Năm 2021 là năm mở đầu khởi động cho cả nhiệm kỳ và cũng là năm tiền đề để cán bộ hội viên phụ nữ thị xã nỗ lực tạo bước đột phá cho nhiệm kỳ mới, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội Phụ nữ thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 đi vào cuộc sống. Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang trên cơ sở vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm được tích lũy trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn thể chị em phụ nữ ở địa phương. Phát huy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm với công việc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, năng động sáng tạo trong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã thực sự trở thành mái nhà chung của các tầng lớp phụ nữ,
nâng cao vị thế của hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ. Tin tưởng rằng phong trào hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ở Mường Lây sẽ ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quê hương Mường Lây ngày một giàu đẹp, văn minh. Nội dung vừa rồi đã khép lại trang truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.